Rồi xin chào các bạn ha, thì lời nói đầu tiên xin chúc sức khỏe các bạn cũng gần Tết đây. Thì hôm nay mình có một cái cây mai cúc hai tầng này các bạn. Đây là cái giống cúc hai tầng nữa nè, các bạn thấy không? Giống này nó phát triển cũng khá là mạnh ha. Đó, vậy nè, mình ghép ra cũng nhiều đó các bạn. Đây, đang nuôi để bonsai ha. Đó, đây là cái cúc hai tầng nha các bạn, lá nè. Đã dày nè các bạn thấy không, mà nó có gai ha. Rồi thì bây giờ mình có một cái cây mai cũng hai tầng mới nở bông, mới điểm mấy cái bông đẹp quá các bạn ơi. Rồi quay video cho các bạn xem ha. Đây, đây là cây mai cúc hai tầng nhỏ thôi các bạn. Bạn thấy không, mới giờ tưới nước hay buổi sáng ha các bạn. Đây cúc hai tầng nè. Rồi đây nó nở điểm vào một cái bông để mình quay cho các bạn xem. Thì bên đây nó có một cái nè các bạn ha. Đây một cái ha. Bên đây một cái thì nó rất là rõ rệt nè. Bạn thấy không? Đây đây đây, nó nở hai tầng ra luôn rồi nè. Đó, thấy không nè, nếu mà nằm ngang nè các bạn. Đó, đẹp ha, to ha các bạn. Gần ba ngón tay rồi. Thì này nè, cái tầng trong của nó nè các bạn. Nè. Thấy không? Khá là đẹp ha. Mỗi loại thì nó có một cái vẻ đẹp riêng ha các bạn. Đây nè. Rồi đây nè các bạn, đây là cái tầng nó chưa nở nè các bạn thấy không đây. Nó còn cái tầng xanh nè. Đó nè. Bạn thấy không? Mới vừa mới nở nè, còn cái đằng xanh này nữa sẽ nở ra nữa nè ha. Đó, to ha các bạn, rất là đẹp ha. Khá đẹp các bạn ơi. Đây là bùm này nó không có rụng nữa các bạn, cũng mít rụng các bạn. Vậy khi cây yếu dữ lắm nó mới rụng thôi chứ. Thấy mình thấy nở là ok đó. Nè đây nè. Hơi nhẹ nắng rồi. Cây bên kia thì nó nở rồi, còn cây bên đây thì nó chưa nở, nó cũng có vài cái bông nữa các bạn. Nè, tầng nhỏ của nó nè. Nhưng mà đẹp ha, cánh thì li ti ha. Nè, xếp với nhau luôn. Này cũng bột mà, bột cánh nè các bạn. Khá là đẹp ha các bạn. Rồi quay cây cúc hai tầng để cho các bạn xem cái vẻ đẹp của nó, thì anh em có thể sưu tầm giống hoặc là liên hệ với bên mình ha. Mình cũng có cung cấp cái giống này luôn ha các bạn. Rồi xin chào các bạn ha.